Ok, chị Thanh Mai Bùi xin chào nhá. Ok, chị bé Nga xin chào cho tất cả các chị đấy ạ. Rồi ok nhá. Ok, chị Thúy Nga xin chào này. Chị đang xem live của show em thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ cho em vào các hội nhóm một chút được không ạ? Để cho đông đông người một chút thì em bắt đầu xả hàng nhá. Em chờ cả tháng rồi, nhắn tin cho chị số điện thoại. Chị Oanh Nguyên có thể inbox lại cho bên em được không ạ? Để em kiểm tra đơn hàng của chị nhá. Do cái lượng đơn hàng của bên em cũng rất là nhiều đơn hàng một ngày đúng không ạ? Ok nhá. Ok chị Thúy Nga Phạm đúng không ạ? Ok chị Thúy Ngoan Hiền đúng không ạ? Rồi các chị đang xem live của cho em thì có thể chấm bài cho em đúng không ạ? Chấm bài cho em và chia sẻ cho em vào một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm nhá. Để em đông đông người vào một chút thì em bắt đầu xả hàng đúng không ạ? Các chị chia sẻ giúp em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm đúng không ạ? Để cho đông đông người một chút nhá. Thì shop em sẽ bắt đầu xả hàng đúng không ạ? Ok chị Đỗ Mỹ Anh nhá, xin chào ạ. Ok thì Thu Trang xin chào nhá. Các chị ơi, các chị đang xem live của em thì các chị có thể chấm bài cho em để chấm bài cho em và chia sẻ giúp em vào một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm để cho đông đông người vào một chút thì em sẽ bắt đầu xả hàng đúng không ạ? Ok chị Thanh Mai Bùi này tương tác tích cực với em nhá. Ok chị Móng Chân này xin chào. Ok chị Thu Trang xin chào nhá. Ok chị Đinh Phạm Tân Huyền xin chào đúng không ạ? Rồi ok chị Sang Tony xin chào nhá. Chị đang xem live của cho em thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ cho em vào một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm đúng không ạ? Để cho các chị đông đông vào một chút thì em bắt đầu xả hàng nha các chị nhá. Ok chị Võ Nhật Vi nhá, đã nhận được hàng của bên em chưa ạ? Ok chị gì là Phương Lam Hùng đúng không ạ? Rồi xin chào chị nhá. Ok chị Hoàn Nguyễn xin chào. Ok này, chị nào đang xem live thì có thể chia sẻ các hội nhóm cho em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm được không ạ? Để cho đông đông một người vào chút thì em sẽ bắt đầu xả hàng được không ạ? Xả chiếc váy này với giá là 28k một chiếc nha được không ạ? Xả chiếc váy này với giá là 28k một chiếc đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là xinh luôn các chị nhá. Rồi ok chị Mắm Chân em thấy chị rồi đấy ạ. Ok chị Nhật Quang nhá, xin chào chị luôn á. Ok chị Thảo Hương này, xin chào tất cả mọi người đúng không ạ? Hôm nay lại trở lại với các chị rồi đấy ạ. Lại trở lại với một sản phẩm rất là đẹp luôn các chị nhá. Ok này chị ok chị Khủng Long Dâu Tây đúng không ạ? Chị Lan Anh nhá. Ok chị thông báo và thông điệp vàng đúng không ạ? Ok chị Nhật Quang nhá, bên đã gọi điện chốt hàng với chị chưa ạ? Chị Nhật Quang. Ok chị Móng Chân nhá, rồi em thấy tất cả các chị nhá. Rồi ok chị Huỳnh Đặng, chị Duyên Thùy xin chào. Ok chào tất cả các chị nhá. Chị đang xem live của cho em thì có thể chấm bài cho em và chia sẻ cho em một vài lượt chia sẻ tất cả các hội nhóm đúng không ạ? Thì để đông đông người vào chút thì em bắt đầu xả hàng nhá. Xả chiếc váy này với giá là 28k một chiếc đúng không ạ? Ok chị Oanh Trần này, ok chị Nguyễn Anh hôm nay tương tác tích cực của bên em nhá. Ok chị Đỗ Mi Anh, chị Ngọc Châu Hừa đúng không ạ? Ok chị Nhung Nhung này, rồi hôm nay giá Mi B tiếp tục xả chiếc váy này với giá là 28k một chiếc đúng không ạ? Nên chị nào mà muốn mua chiếc váy này của bên em với giá là 28k một chiếc thì để lại cho em comment 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn các chị nhá. Các chị ơi, các chị lưu ý cho em này, một chiếc váy này bên xả chiếc váy này với giá là 28k một chiếc đúng không ạ? Cái nơ rất là đẹp và rất là sang luôn các chị nhá. Nơ rất đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Nên mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một chiếc váy đi này đi ạ. Em thấy rất là hợp lý nhá. Ok chị Cánh Thư, chị 63kg thì chị mặc size XL cho em đúng không ạ? Các chị ơi, váy này hôm nay bên xả chỉ với 28k một chiếc váy thôi các chị nhá. 28k một chiếc váy thôi. Nên chị nào muốn mua chiếc váy của bên em với giá là 28k một chiếc thì để lại cho em comment nhá, 28k kèm theo màu mình thích và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Giá bán 28k là giá bán áp dụng cho anh chị chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Ok chị Cúc Trần nhá, ok chị Huỳnh Dung xin chào này, chị Phương Lam Hồng xin chào chị nhá. Các chị ơi, váy bên em có size từ size S cho tới size 2XL, tức là từ 40 cân cho tới 85 kg là bên em có đủ size được chưa ạ?
từ 40 tới 75 kg là bên em có size nhá. Nên các chị mua hàng của bên em chỉ việc để lại cho em comment này 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Giá bán 28k là giá bán áp dụng cho anh chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em nhá. Ok, chị Nhật Quang ơi, có thể inbox cho anh em để em kiểm tra đơn hàng của chị đúng không ạ? Đơn hàng của chị nhá. Chị Trần Hương 44 kg thì chị mặc size S cho em đúng không ạ? Ok, chị Huỳnh Dung nhá. Ok, chị Trang tóc nhá, 28k một chiếc thôi. Có hai màu, màu da và màu đen các chị nhá. Có hai màu, màu da, màu đen. Màu nào cũng đẹp và màu nào cũng rất là sang luôn đúng không ạ? Hiện tại em đang mặc trên người là một chiếc size S nhá. Còn chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều các chị nhá. Chất liệu của cái chiếc váy này thì vô cùng đẹp và vô cùng xinh đấy ạ. Ok, chị Hằng Dịu lấy một chiếc màu đen đã chia sẻ cho em chưa ạ? Em xin nhắc lại chiếc váy đúng không ạ? Chiếc váy này hôm nay dáng mi bên tiếp tục xả chiếc váy này với giá là 28k một chiếc thôi đúng không ạ? 28k một chiếc váy thôi. Nên chị nào muốn mua chiếc váy bên em với giá 28k thì để lại cho em nhé, comment 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại. Cái giá bán 28k một chiếc là cái giá bán áp dụng cho anh chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em nhé. Ok, chị Đinh Đỗ xin chào. Ok, chị Huyền Ngọc Thị Mỹ Thị đúng không ạ? Xin chào, chị lấy một chiếc 28k màu đen đúng không ạ? Chị đã chia sẻ cho em chưa ạ? 3 lần chưa ạ? Số em ở ngoài Hà Nội chị nhá. Ok, chị Huỳnh Dung nhá, chị Hoàng Diệp đấy 28k màu đen đúng không ạ? Ok, chị Tố Uyên này một chiếc 28k màu nu đúng không ạ? Màu nu và size S đúng không ạ? Rồi để lại cho em comment nhá. 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm đúng không ạ? Rất là đẹp luôn nhá. Ok, chị Vina một chiếc 28k màu đen đã chia sẻ cho em chưa ạ? 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em nhá. Em xin nhắc lại chiếc váy này của bên em đúng không ạ? Váy này bên em có giá là 28k một chiếc, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Size của nó từ size S cho tới size 2XL nhá. Size 3XL đúng không ạ? Từ size S cho tới size 3XL, từ 40 cho tới 85kg là bên em có size của chiếc váy này các chị nhá. Liên các chị mua hàng của em để lại cho em comment 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Giá bán 28k là giá bán áp dụng chia sẻ nhá. 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm đúng không ạ? Váy rất là đẹp và rất là xinh luôn nhá. Ok, chị Thúy Nga tạ một chiếc 28k đã chia sẻ cho em chưa? 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên các hội trợ nhóm cho em chưa ạ? Ok, chị Trần Hường một chiếc đúng không ạ? Váy bên em có hai màu nhá, màu da và màu da màu đen, rất đẹp và rất là sang luôn được chưa ạ? Rất là sang, rất đẹp luôn. Chiếc váy này thì trên hai dây của chiếc váy này là một cái thắt lơ rất là đẹp luôn, là một cái nơ rất là đẹp luôn các chị nhá. Các chị có thể tháo ra buộc lại rất là xinh luôn đúng không ạ? Nhìn nó mặc trên người là em buộc lại đúng không ạ? Rồi ok, chị Cúc Trần nhá, chị Nhung Bích đúng không ạ? Chị Nhẫn Mi nhá. Rồi, để lại cho em theo đúng comment nhá, 28k kèm theo màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Giá bán 28k là giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em nhá. Một chiếc váy rất là đẹp và rất là xinh luôn. Nên các chị hãy sắm cho mình một chiếc váy đi, em thấy mùa hè tới rồi. Chiếc váy này thực sự là cần thiết trong cái mùa hè oi nắng nóng bức rất là oi ả như này đúng không ạ? Ok, chị Bùi Liên em cảm ơn chị nhá. Ok, chị Toàn Bích này. Vâng ạ, chị Lương Hằng đúng không ạ? Rồi, một chiếc 28k thôi. Một chiếc mà chỉ có giá 28k một chiếc thôi. Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Rồi, nên chị nào mà muốn sở hữu chiếc váy này của bên em với giá là 28k một chiếc thì hãy để lại cho em comment nhá. Và các chị lưu ý giúp em là cái giá bán này là giá bán áp dụng này, chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Một chiếc váy rất là xinh luôn. Em đang cầm trên tay là một chiếc màu đen được chưa ạ? Còn cái chiếc màu da và một chiếc màu da và màu đen rất là sang luôn nhá. Chị nào mà hơi gầy gầy một chút ấy thì các chị có thể mặc sang màu có thể chị mặc sang màu đờ, màu sáng màu cho em được không ạ? Chị nào mà hơi gầy gầy thì các chị có thể mặc sang màu da cho em nhá. Còn chị nào mà hơi mập mập một chút ấy thì các chị có thể mặc sang chiếc màu đen cho em được không ạ? Ok này, em cảm ơn chị Bà Cụ Non hôm trước nhận được hàng của bên em rồi đúng không ạ? Ok, em cảm ơn chị nhá. Ok, chị nhà nghỉ Huyền Trang đúng không ạ? Rồi em thấy chị Thúy Nguyên thôi nhá các chị nhá. Các chị lưu ý cho em này, giá bán bên bán ra một chiếc này dáng mi xả chiếc áo váy này với giá là 28k một chiếc thôi. Cái giá bán này là cái giá bán áp dụng cho anh chị chia sẻ cho em nhá. 3 lần trang cá nhân thôi và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn được chưa ạ? Em đang mặc trên người là một chiếc màu da rất là xinh luôn đúng không ạ? Đang mặc trên người là một chiếc màu da, còn cái màu đen màu đen thì là em đang cầm trên tay đúng không ạ? Có hai màu cơ bản là màu da, màu đen nhá, màu nào cũng đẹp và màu nào cũng sang luôn. Nên các chị mua hàng của em cứ để lại cho em comment này. Ok, chị Tâm Hồng em thấy chị rồi nhá. Ok, chị Nhân Mi đúng không ạ? Chị Hoa Ken ơi 28k, ok chị lấy màu đen đã chia sẻ cho em chưa ạ?
Ok chị Vũ Thu Thủy nhá, chị Su Su đúng không ạ? Một chiếc váy có giá bán là 28k một chiếc thôi, và cái giá này là giá áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ cho em nhá, 3 lần trang cá nhân thôi và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là xinh luôn nhá. Ok chị sữa chua mít đúng không ạ? Chị béo tí mặc có đẹp không nhờ đúng không ạ? Chị béo thì chị mặc hơi mập đúng không ạ? Thì chị mặc màu đen cho em cho sang nhá. Mặc màu đen cho em rất là sang đấy ạ. Chiếc váy rất là đẹp luôn, cái thiết kế của nó thì vô cùng đẹp luôn các chị nhá. Nó có một cái nơ này các chị là rất là xinh luôn được chưa ạ? Rất là đẹp và rất là xinh luôn, vô cùng đẹp và vô cùng sexy nhá đúng không ạ? Vô cùng đẹp và vô cùng sexy. Hiện tại thì em đang mặc trên người là một chiếc size S, còn cái chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Ok chị Quảng Sen, ok chị yêu đẹp em một chút nhá. Ok là chị Lê Thư, em thấy comment của chị rồi ạ. Ok chị Nguyễn Anh này, ok chị Nguyễn Anh nhá. Chị Bảo Bảo đúng không ạ? Ok này đã chia sẻ rồi đúng không ạ? Các chị lưu ý giúp em nhá. 28k một chiếc váy này là 28k là giá áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Một chiếc váy rất là xinh luôn mà chỉ có giá bán là 28k một chiếc thôi. Nên các chị nhanh chóng đúng không ạ? Nhanh chóng. Ok chị Trang của Trang Kiều đúng không ạ? Em xin nhắc lại như sau nhá. Các chị ơi, để mua váy bên em với giá là 28k một chiếc được chưa ạ? Thì các chị chỉ việc nhá, comment và tương tác với em đúng không ạ? Comment 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Sau đó là quay ra chia sẻ cho em thôi, 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm cho em được không ạ? Một chiếc váy rất là xinh luôn mà chỉ có giá bán là 28k một chiếc thôi. Nên chị nào muốn mua hàng của em để lại cho em comment này. Ok chị Bạch Dương nha, em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok chị Bùi Đinh nha, em thấy comment của chị rồi nhá. Chị Nga Ngung Nguy đúng không ạ? Để ở đây em một chút được không ạ? Ok chị Nhà Nghỉ Huyền Trang lấy size S 48kg đã chia sẻ cho em chưa ạ? Chị Xuân Ca đúng không ạ? Đây em mặc trên người là một chiếc màu da rất là xinh luôn các chị ạ, rất là xinh luôn đấy ạ. Mùa hè tới rồi thì các chị lên sắm cho mình một chiếc váy rất là xinh đấy ạ. Các chị lưu ý giúp em nhá, để mà không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ cho em để không bị ẩn comment đúng không ạ? Khi mà không bị ẩn comment thì em sẽ luôn luôn nhìn thấy đơn hàng của tất cả các chị nhá. Em sẽ luôn luôn nhìn thấy đơn hàng của tất cả mọi người đúng không ạ? Ok chị Nhà Mi để em một chút đúng không ạ? Nên cái giá bán này là cái giá bán áp dụng chia sẻ đúng không ạ? Ok chị Trang Kiều đúng không ạ? Chị có thể comment lại cho em để em trả lời câu hỏi của chị đúng không ạ? Rồi chị Mi Vu nha, em thấy chị rồi nhá. Chị Thúy Tiên em thấy chị rồi ạ. Váy em mặc trên người là màu da, còn cái màu đen thì là như thế này các chị nhá. Rồi các chị comment cho em nhé, 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Ok này các chị nhanh chóng cho em nào. Em hôm nay em xả bằng sạch chiếc áo này, chiếc váy này với giá là 28k một chiếc nhá. 28k một chiếc váy màu da em đang mặc trên người được chưa ạ? Và đây là 28k một chiếc màu đen nhá, rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. Nên chị nào mà muốn mua chiếc váy của bên em với giá là 28k một chiếc thôi, chỉ với 28k một chiếc váy thôi thì để lại cho em theo đúng comment nhá. 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là rẻ, rất là sang luôn nhá. Màu da màu nào cũng đẹp và màu nào cũng sang, rất là xinh luôn nhá. Mà giá bán của nó thì chỉ có 28k một chiếc thôi. Áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm cho em nhá. Ok chị Cúc Trần một chiếc màu da size chị 55kg mặc size L cho em nhá. Ok chị Bina để em một chút này. Ok chị Phạm Hồng Nhung nhá, ship với các tỉnh là 30.000 chị nhá. Ok chị Hằng Nghìn một chiếc 28k màu đen đã chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm cho em chưa ạ? Ok chị Hương Yến Trần cho em ở ngoài Hà Nội chị nhá. Các chị ơi muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ và tương tác với show em để không bị ẩn comment đúng không ạ? Và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên like nhá. Đợi em một chút nhá chị Angela Mỹ Thuận đúng không ạ? Rồi chị Dương Hương một chút 28k đúng không ạ? 28k một chiếc thôi, 28k một chiếc áp dụng chia sẻ cho em đúng không ạ? Chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm cho em nhá. Ok chị Thanh Tú Lưu đúng không ạ? Ok này, em xin nhắc lại chiếc váy này của bên em xả hôm nay xả toàn bộ chiếc váy bên em với giá là 28k một chiếc đúng không ạ? Chỉ với giá là 28k một chiếc thôi, áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là xinh luôn các chị nhá. Nên các chị nhanh chóng dinh cho mình một chiếc váy 28k một chiếc này đi. Em thấy rất là hợp lý trong mùa hè này đấy ạ. Ok chị Hồ Khánh Huyền 28k đúng không ạ? Đã chia sẻ cho em chưa ạ? 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm chưa ạ? Một chiếc váy rất là xinh như này mà chỉ có giá 28k thôi. Nên các chị nhanh chóng cho em, bầu bí mặc được ok thoải mái, hoặc là chị là hơi có bụng một chút mặc cũng ok thoải mái chiếc váy này nhá. Ok chị Thúy nhỏ là chị Vivi Khánh nhá. Chị Vivi Khánh 53kg mặc size M cho em đúng không ạ? Ok chị Thanh Nguyệt đây. Ok để em một chút này. Em xin nhắc lại chiếc váy này của em có size đúng không ạ? Size từ 40 cho tới 85kg là bên em có size của chiếc váy này đúng không ạ? 40 tới 85kg là bên em có size. Chị nào mà từ 40 cho tới 47kg các chị mặc size S cho em nhá. Còn 48kg cho tới 53kg các chị mặc size M cho em được không ạ? Ok chị Thanh Thủy em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok chị Nguyên Yến đợi em một chút đúng không ạ? Rồi nhanh chóng đặt hàng luôn cho em với giá là 28k một chiếc đi ạ.
Các chị nhanh chóng đặt hàng cho em trong với giá 28k một chiếc đúng không ạ? Ok chị Nhung Lê nhá, xin chào này. Rồi ok chị Nguyễn Yến nhá. Chị Tuệ Minh đúng không ạ? Rồi để em một chút này. Ok này, các chị ơi, các chị không muốn ẩn comment đúng không ạ? Các chị không muốn bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ và tương tác với em để không bị ẩn comment được không ạ? Thì em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên livestream đúng không ạ? Tại vì cái lượng comment rất là nhiều nên nhiều khi nào nó bị ẩn comment là đúng đấy ạ. Nên các chị hãy kết bạn với hội shop em và chia sẻ để không bị ẩn comment của mình nhá. Ok chị Hà Phương đúng không ạ? Chị Thanh Huyền một chiếc 28k màu da, chị lấy size gì đấy ạ? Để lại cho em cả chiều cao cân nặng luôn cho em nhá. Chị Thư Anh cũng vậy luôn này. À chị Thư Anh là lấy một chiếc màu đen 28k và size S đúng không ạ? Ok chị Dung Ngọc này, chị Trung Hoàng đúng không ạ? Chị Linh Anh này, ok chị yêu này. Em thấy comment của chị rồi nhá. Ok chị Trần Hà đúng không ạ? Em xin nhắc lại chiếc váy này của em đúng không ạ? Váy này bên em có giá là 28k một chiếc thôi và áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ cho em nhá. 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hội trợ nhóm đúng không ạ? Váy rất là xinh luôn, có nơ đấy, rất là đẹp luôn này. Chị nào mà hơi gầy gầy như em một chút thì có thể mặc sang màu da nhá. Còn chị nào mà hơi gầy gầy một chút thì các chị mặc có thể mặc sang màu đen đúng không ạ? Rất là đẹp luôn nhá. Ok chị Truyền Nguyễn, bây giờ em nhìn thấy comment của chị đấy chứ không phải là em không trả lời câu hỏi của chị đâu chị nhá. Ok chị Ngân Trịnh, em thấy comment của chị này. Các chị ơi, các chị muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ và tương tác để không bị ẩn comment nhá. Thì em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người lên trên live đúng không ạ? Chị Nhung Bích ơi, chị 44kg mặc size S cho em nhá, chị Nhung Bích nhá. Ok là chị Thúy Doraemon này em một chút đúng không ạ? Ok này. Rồi em thấy chị Hà Thu Trang, comment chị Hà Thu Trang rồi nhá. Còn chị nào mà chưa đặt được hàng với giá 28k thì để lại cho em 28k đúng không ạ? Ok chị Minh Hồng ạ, Miu Hồng em thấy chị rồi nhá. Chị Hiền ơi, chị 48kg, chị mặc size M cho em nhá. Chị Mỹ Nhung Đặng này, ok chị yêu nhá. Chị Phương Thảo lấy màu đen size S đúng không ạ? Rồi chị đã chia sẻ cho em chưa ạ? Chị Julie Quỳnh đúng không ạ? Lấy màu đen size, màu đen 28k đúng không ạ? Ok chị Bà Điên này, ok em cảm ơn chị nhá. Chị Bà Điên ơi, chị có thể comment lại để em trả lời câu hỏi của chị đúng không ạ? Em xin nhắc lại chiếc váy này của em đúng không ạ? Với giá là 28k một chiếc nhá. Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là xinh luôn, chỉ với giá là 28k một chiếc thôi. Rồi bây giờ thấy comment của chị Hà Vi nhá, ok này. Ok chị Bích Thủy bây giờ vào đúng không ạ? 28k một chiếc thôi chị ơi, chị Thủy Nguyễn ok 28k luôn này. Chị nào muốn mua hàng bên em với giá là 28k của bên em thì chỉ việc comment 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại. Rồi sau đó là quay ra chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm đúng không ạ? Một chiếc váy rất là xinh như này mà chỉ có giá bán là 28k một chiếc thôi nhá. Ok chị Thanh Trúc em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok chị Quỳnh Như nhá, 28k một chiếc thôi. Áp dụng chia sẻ nhá, 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Hiện tại thì em đang mặc trên người là một chiếc màu da, còn em đang cầm trên tay cũng một chiếc size S nhá. Một chiếc size S em mặc trên người cũng là size S đúng không ạ? Ok chị Bích Hằng nhá. Rồi ok chị Thanh Thủy đúng không ạ? Đấy em một chút đúng không ạ? Còn chị nào muốn sở hữu chiếc váy bên em nữa thì cứ comment cho em 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Một chiếc váy rất là đẹp và rất là sang như này mà chỉ có giá bán là 28k một chiếc thôi. Nên chị nào muốn mua chiếc váy này của bên em với giá là 28k một chiếc thì để lại cho em comment nhá, 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok chị Ngân Võ 28k màu da, chị đã chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ hỗ trợ nhóm cho em chưa ạ? Ok chị Minh Mít đúng không ạ? 28k ok chị yêu của em nhá. Ok chị Phùng Ngân Đặng này, rồi em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Các chị lưu ý giúp em đúng không ạ? Vì bên đã bán chiếc váy này với giá rất là rẻ rồi, chỉ với giá 28k thôi nên điều kiện bắt buộc là các chị phải chia sẻ thì bên mới bán giá 28k một chiếc đúng không ạ? Đấy là điều kiện bắt buộc nhá. Ok chị Ứng Minh em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Và các chị phải chia sẻ thì em mới nhìn thấy comment của chị đúng không ạ? Chia sẻ thì mới không hiện comment nhá. Mà khi mà không hiện comment thì em sẽ luôn luôn nhìn đọc cái comment của tất cả mọi người trên livestream đúng không ạ? Ok nhá chị Hòa Ròm, ok chị ơi thấy comment của chị rồi nhá. Ok chị Tuyền Bích đúng không ạ? Rồi nên giá bán này là giá bán áp dụng nhá, chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần sẽ có hỗ trợ nhóm cho em đúng không ạ? Một chiếc váy nhẹ rất là xinh và đẹp như này, màu mùa hè tới rồi, một chiếc màu da rất là sang luôn đúng không ạ? Rất là sang, có thể mặc ở nhà, mặc đi chơi hoặc đi chơi với ai đó hoặc là đi chơi với người mình yêu đúng không ạ? Đi biển hoặc bất kỳ đâu đều ok hết nhá, tại vì cái màu da của nó rất là sang luôn các chị nhá. Ok chị Thúy đúng không, em thấy comment của chị rồi nhá. Chị Lê Hương cũng thấy luôn này. Chị Nhung Vương đúng không ạ? Ok chị Thùy Trang nhá, chị Mỹ Thông của em cảm ơn chị. Ok chị Miu Hồng này. Rồi còn chị nào muốn mua chiếc váy này của bên em với giá là 28k thì cũng nhanh chóng comment cho em 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em được không ạ?
Ok, chị Julie Quỳnh lấy 2 chiếc đúng không ạ? Nếu mà chị lấy 2 chiếc chị chia sẻ gấp đôi số lần cho em nhá. Vì bên này bán giá rất là rẻ, một chiếc này với giá 28k rồi. Nên còn chị nào mà chưa mua được vài váy bên em với giá 28k một chiếc thì các chị nhanh chóng comment cho em nhá, 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em, và nhớ là phải quay ra chia sẻ cho em nhé. Tại vì cái giá bán 28k này là cái giá bán áp dụng nhé, chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên cái hội chợ nhóm nha các chị nhé. Có hai màu này, màu da, màu đen rất là sang, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Da đen rất là đẹp và rất là sang luôn nhé. Chị Nguyễn Hồng này, em một chiếc này có hàng luôn chị nhá, có hàng luôn đấy ạ. Một chiếc váy rất là xinh nhiên mà trên người đây với giá bán là 28k một chiếc thôi. Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Chị nào mà chưa chia sẻ các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ cho em đúng không ạ? Tại vì mua cái váy này bên đã xả toàn bộ váy này với giá là 28k một chiếc rồi được chưa ạ? 28k một chiếc váy thôi. Ok này, chị lấy bộ màu da thì comment cho em nhá, 28k kèm màu và kèm theo số thoại của mình nhá chị Ánh Tuyết nhá. Ok này, thấy chị comment của chị Huỳnh Như Ngọc rồi nhá. Chị Ngọc thấy comment của chị rồi nhá. Ok này, các chị ơi, các chị lưu ý giúp em nhá. Các chị không muốn bị ẩn comment đúng không ạ? Nếu các chị mà không muốn bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ và để không bị ẩn comment đúng không ạ? Hãy chia sẻ cái live stream của em thì sẽ không bao giờ bị ẩn comment. Và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên live đúng không ạ? Ok chưa ạ? Ok nhá, chị Châu Lan thấy comment của chị rồi nhá. Chị lấy một chiếc 28k và size M đúng không ạ? Ok chị Nguyễn Hiền đúng không ạ? Chị Thanh Trúc này rồi, ok này. Ok chị yêu của em nhá, ok chị Huyền Huyền được chưa ạ? Ok chị Linh Đặng này. Các chị ơi, hiện bây giờ em sẽ cầm trên tay một chiếc đồng hồ bấm giờ đúng không ạ? Trên tay hiện tại của em đang cầm một chiếc đồng hồ bấm giờ đúng không ạ? Em sẽ chốt cái giá 18k này trong khoảng 5 phút nữa được không ạ? 5 phút nữa nhá. Được chưa ạ? Trong 5 phút nữa thôi, em sẽ chốt cái mã này trong khoảng 5 phút nữa thôi là em sẽ không bán cái mã này nữa đúng không ạ? Nên còn chị nào mà chưa mua được váy bên em với giá là 28k thì các chị cũng nhanh chóng comment cho em nhá. 28k giá áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên cơ hội chợ nhóm cho em được không ạ? Màu da đang mặc trên người rất là xinh luôn nhá. Còn chị nào mà hơi mập mờ một chút các chị có thể mặc sang màu đen hoặc tối màu cho em đúng không ạ? Ok chị Hạnh Phạm nha, thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok chị Tuyền Juni Farm đúng không ạ? Chốt cho mình đi ạ, đúng không ạ? Đợi em một chút được không ạ? Rồi thấy comment của chị Kim Cúc Trần đúng không ạ? Chị Hiền Phun Xăm, đợi em một chút nhá. Chị Đào Diệu Hiền đúng không ạ? Chị Hoàng Thế đúng không ạ? Thấy comment của chị rồi nhá. Các chị lưu ý giúp em nhá. Hôm nay dáng mi em xả toàn bộ váy này với giá là 28k một chiếc đúng không ạ? Với giá là 28k một chiếc thôi. Áp dụng cho anh chị mà chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm nhá. Thời gian trôi qua rất là nhanh luôn đúng không ạ? Chỉ hiện tại 50 giây rồi, chỉ còn khoảng hơn 4 phút thôi là em sẽ cho hết cái mã này đúng không ạ? Nên còn chị nào mà chưa mua được váy bên em với giá là 28k một chiếc thì các chị nhanh chóng comment cho em trên cùng một dòng comment và chia sẻ cho em để không bị ẩn comment đúng không ạ? Các chị phải chia sẻ thì mới không bị ẩn comment, mà không bị ẩn comment thì em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên livestream nhà mình đúng không ạ? Ok nhá, rồi thấy comment của chị Trang Nguyễn rồi nhá. Ok chị Nana Hạnh đúng không ạ? Rồi nhanh chóng comment cho em đi ạ. Với 28k một chiếc thôi, em thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại là hơn 1 phút đồng hồ rồi. Em chỉ chốt cái giá 28k một chiếc này trong khoảng 4 phút nữa thôi được chưa ạ? 3 phút nữa thôi nhá chị nhá. Nên còn chị nào mà chưa chia sẻ các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ luôn cho em nhá. Để mua váy bên với giá là 28k một chiếc đúng không ạ? Ok chị Cúc Trần đúng không? Ok chị yêu của em này, có đúng không ạ? Có đúng không chị? Chị Bà Điên đấy em một chút nhá. Rồi ok chị Hà Thị Loan thấy comment của chị rồi đấy ạ. Còn chị nào mà chưa mua váy bên em với giá là 28k một chiếc thì các chị nhanh chóng comment cho em luôn trên cùng một dòng comment đúng không ạ? Giá bán rất là rẻ luôn. Chỉ với giá là 28k một chiếc thôi. Áp dụng cho anh chị nào và chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm đúng không ạ? Thời gian trôi qua rất là nhanh, chỉ còn 3 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc bán giá 18k đúng không ạ? Nên còn chị nào mà chưa mua được váy bên em với giá 18k thì nhanh chóng comment luôn cho em nhá. Ok chị Nana đi mang hôm nay tương tác tích cực bên em đúng không ạ? Ok chị Nhung Bích đấy, một chút em sẽ đổi mẫu khác đúng không ạ? Một chiếc váy bên em với giá là 28k một chiếc. Ok chưa ạ? Rất là rẻ luôn nhá. Rồi em sẽ chốt cái mã này trong khoảng giá 28k này trong khoảng gần 2 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái giá 28k đúng không ạ? Ok chưa ạ? Nên mà các chị không muốn bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhé. Và em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên livestream và sẽ không bao giờ bị ẩn comment, mà đã không bị ẩn comment thì em sẽ chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ? Ok chưa ạ? Rồi, nhanh chóng comment cho em nhé. Em xin nhắc lại chiếc váy này của bên em đúng không ạ? Váy này bên em có đủ size nhá, từ 40 cho tới 85kg bên em có size. Hiện tại thì trên người em đang mặc là size S, còn cái size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều được chưa ạ? Ok chị Nguyễn Hồng nhớ đợi em một chút nhá. Rồi đợi em một chút này. Các chị tham gia nhóm nào các chị chia sẻ nhóm đấy cho em nhá. Vì cái giá bán này là cái giá bán đã rất là rẻ rồi. Hôm nay dáng mi lại xả toàn bộ cái váy này với giá là 28k một chiếc thôi ạ. Nên ok chị Linh Đặng lại đã thấy comment của chị rồi nhá. Ok chị Lê Bích Ngọc này hãy tương tác tích cực với em được không, chị Lê Bích Ngọc yêu của em nhá.
Chị Hồ Ngọc Thúy nhá, ok em cảm ơn chị này rồi, nhanh chóng cho em đi ạ. Ok chị Đài Trang Vũ thấy comment của chị rồi nhá. Ok chị Thu Thảo này rồi. Các chị ơi, các chị lưu ý giúp em này, nhanh chóng cho em này. 28k một chiếc được chưa ạ? 28k một chiếc vậy thôi, giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em được không ạ? Ok chị Trung Hoàng, giờ mình thấy comment của chị luôn nhé chị Trung Hoàng nhá. Đấy các chị thấy không? Muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy chia sẻ để không bị ẩn comment. Và không bị ẩn comment thì em sẽ luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên live đúng không ạ? Mà khi em đã nhìn thấy comment của tất cả mọi người thì sẽ không bị ẩn comment nhá. Mà đã không bị ẩn comment thì em sẽ chốt đơn hàng cho tất cả các chị đúng không ạ? Ok nhá, chị Oanh Ruby này rồi, nhanh chóng cho em đi ạ. Em sẽ chốt cái giá 28k này trong khoảng một phút nữa thôi, hơn một phút nữa thôi chị nhá. Nên còn chị nào mà chưa chia sẻ, các chị anh nhớ quay ra chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Ok là đã thấy comment của chị Thu Hòa, chị Dung Dung rồi nhá. Ok chị Nhi Dâu luôn rồi nhá. Ok là 28k màu da đúng không ạ? Chị Yến Linh Vương 28k, chị 50kg mặc size M cho em chị nhá. Rồi chị khoảng chỉ còn khoảng 30 giây thôi là em sẽ không bán giá 28k nữa đâu ạ. Nên còn chị nào mà chần chừ chưa mua một váy bên em với giá 28k thì nhanh chóng comment cho em luôn để em vào ok quay ra bán hàng đúng không ạ? Các chị lưu ý giúp em nhá, cái giá bán 28k này là cái giá bán áp dụng cho anh chị nào mà chia sẻ và tương tác tích cực nhất với bên em đúng không ạ? Chia sẻ nhiều nhất và tương tác tích cực nhất bên em đúng không ạ? Từ đầu livestream tới cuối livestream nhá. Ok chị Thu Hòa được anh Ruby nhá. Rồi một chiếc váy bên em có giá bán là 28k một chiếc, rất là xinh luôn đúng không ạ? Mà giá bán 28k một chiếc, em đang mặc trên người là một chiếc màu da rất là đẹp và rất là xinh luôn nhá. Hiện tại đang mặc trên người là size S, còn cái size M, size L, XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Ok chị Lê Thu nhá. Rồi nhanh chóng cho em còn 3 giây nữa thôi là em sẽ kết thúc bán 28k rồi được chưa ạ? Chị nào mà chưa chia sẻ thì các chị hãy quay ra chia sẻ luôn cho em nhá, để mua váy đêm với giá 28k đúng không ạ? Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn để bán giá 28k được chưa ạ? Thời gian kết thúc rồi các chị nhá, nên em sẽ không bán giá 28k nữa đúng không ạ? Nên còn chị nào mà muốn mua bên em với giá 28k thì nhanh chóng comment cho em 28k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment nhá. Giá bán bên em là cái giá bán áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em được không ạ? Chị nào chưa chia sẻ thì quay ra chia sẻ luôn cho em nhá. Còn chị nào đã chia sẻ rồi thì comment cho em đã chia sẻ bao lần để em chốt đơn hàng được không ạ? Em bắt đầu chốt 28k cho từng chị một đây ạ. Nên còn chị nào mà chưa chia sẻ thì các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ đúng không ạ? Chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Và em sẽ nhìn thấy luôn comment của tất cả mọi người trên livestream đúng không ạ? Rồi, nhanh chóng cho em nhá. Em xin chúc mừng nhá. Em xin chúc mừng chị đầu tiên mua được váy bên em với giá là 28k là chị Hồng Khánh Nguyễn Thị đúng không ạ? Chị Hồng Khánh Nguyễn Thị số điện thoại Hoàng Thành có đây không ạ? Nếu mà chị có đây thì chị hãy comment lên cho cả nhà mình cũng biết. Xin chúc mừng chị là người đầu tiên mua được váy bên em với giá là 28k đúng không ạ? Hôm nay rất may mắn đúng không ạ? Em luôn luôn nhìn thấy comment của chị trên livestream nhá. Rồi, xin chúc mừng chị thứ hai đúng không ạ? Em xin chúc mừng chị thứ hai mua được váy bên em với giá 28k là chị nào đây ạ? Để em một chút được không ạ? Em sẽ check chia sẻ của từng chị một nhá. Nên chị nào mà các chị đã chia sẻ rồi thì các chị hãy comment lên trên live cho em biết các chị đã chia sẻ đúng không ạ? Rồi xin chúc mừng chị Nguyễn Thủy Trang đúng chị Nguyễn Thủy Trang có đây không ạ? Em xin chúc mừng chị Nguyễn Thủy Trang nhá, là chị thứ hai mua được váy bên em với giá là 28k đúng không ạ? Em luôn luôn nhìn thấy comment của chị trên livestream của em chứng tỏ là chị chia sẻ và tương tác cho bên em rất là nhiều luôn đúng không ạ? Em cảm ơn chị rất nhiều nhá. Rồi chị đầu tiên rồi, chị thứ hai là chị Nguyễn Thủy Trang rồi. Rồi còn chị nào tiếp tục đi ạ? Chị nào sẽ là người mua được váy bên em tiếp theo với giá là 28k đi ạ? Nên còn chị nào mà chưa chia sẻ các chị hãy nhớ quay ra chia sẻ luôn cho em nhá. Chị nào chưa chia sẻ nhớ quay ra chia sẻ luôn. Còn chị nào đã chia sẻ rồi thì comment lên trên live cho em biết đã chia sẻ để em check chia sẻ của từng chị đúng không ạ? Em sẽ check chia sẻ của từng chị một nha các chị nhá. Rồi xin chúc mừng chị Phan Thanh Nguyệt đúng không ạ? Chị đã bảo là chia sẻ là 25 nhóm đúng không ạ? Em xin chúc mừng chị thứ ba là chị Phan Thanh Nguyệt nhá. Chị đã chia sẻ 25 nhóm đúng không ạ? Ngày mai bên sẽ chốt đơn hàng với chị Thanh Nguyệt và hai chị em đọc tên đúng không ạ? Thì em sẽ check chia sẻ của từng chị một. Bên em có hệ thống chia sẻ, bên em có hệ thống check chia sẻ đúng không ạ? Nên các chị chia sẻ bao lần và chia sẻ nhóm nào bên đều biết hết đúng không ạ? Em xin chúc mừng chị Phan Thanh Nguyệt và hai chị em vừa đọc tên là ba chị đã may mắn mua váy bên em với giá là 28k đúng không ạ? Ba chị em rất may mắn đã mua váy bên em với giá 28k đúng không ạ? Ba chị hãy bổ sung địa chỉ cho em nhé, bổ sung địa chỉ này cũng như là chiều cao cân nặng và size của mình để ngày mai bên em chốt đơn hàng cho chị với giá 28k và em sẽ check chia sẻ của ba chị được không ạ? Còn bây giờ thì cái lượt view đang rất thấp ấy thì em xin phép quay ra bán hàng luôn để không để các chị chờ đợi lâu đúng không ạ? Hôm nay
nay chị nào mà không may mắn mua váy bên em với giá là 28k thì các chị hãy để ở những livestream sau nhá. Biết đâu các chị sẽ là người may mắn mua được váy bên em với giá là 28k được không ạ? Ok chưa ạ? Còn bây giờ thì cái lượt view hiện tại vẫn đang rất là thấp nhá, chỉ có hơn 400 người xem thôi. Nên em sẽ quay ra bán hàng luôn được không ạ? Ok chị Mỹ Thông nhá, hôm nay mình không may mắn thì chị đợi những livestream sau, biết đâu chị là người may mắn mua váy bên em với giá là 28k được không ạ? Ok chị Lê Khánh Duyên nhá, áo nâu công chúa đằng sau là áo nào chị? Tí Lê em sẽ like sau đúng không ạ? Ok này, chị Bạch Dương, chị Lan này, chị Linh Anh ơi, mai chị hãy tương tác tiếp tục bên em đúng không ạ? Biết đâu chị cũng sẽ là người may mắn mua váy bên em với giá là 28k chị nhá. Còn bây giờ thì em xin phép quay ra bán hàng luôn để không để các chị chờ đợi lâu đúng không ạ? Cái mã này bên em có mã là V78 được không ạ? V78 của bên em được không ạ? Ok chị Phương Kim cũng thế nhá, em xin phép quay ra bán hàng luôn đấy ạ. Cái váy này bên em có mã là V78 nhá, với giá bán của chiếc váy này vô cùng rẻ luôn nhá. Ok chị Hường Tuyền bảo bán hàng luôn đúng không ạ? Em bán hàng luôn đúng không ạ? Váy này bên em có mã là V78, với giá bán của chiếc váy này là 180.000 đúng không ạ? 180.000 một chiếc này thôi, nên chị nào mà muốn mua chiếc váy này của bên em với giá là 180.000 thì để lại cho em comment V78 và kèm màu kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Lê Khánh Duyên ơi, có áo đính ngọc trai đúng không ạ? Cái mã đấy là em là mã A28 chị nhá, A28. Để lại cho em A28 hôm trước cái mã đấy em livestream đúng không ạ? Ok chị Phạm Tiên thấy comment của chị rồi nhá. Váy đang mặc bên em hiện tại đang bán với giá là 180.000. Nên các chị đừng comment 28k nữa nhá. Em đã quay ra bán hàng rồi đấy ạ. Em ở ngoài Hà Nội chị nhá. Em xin nhắc lại chiếc váy này đúng không ạ? Váy này bên em có mã là V78 và với giá bán của nó là 180.000 nhá. Nên chị nào mà muốn mua chiếc váy này của bên em với giá là 180.000 thì để lại cho em comment V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Có mã có số điện thoại mới chốt được hàng, còn không có mã và không có số điện thoại bên em sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Đây là váy nhá chị Lê Khánh Duyên nhá. Váy này bên em có mã là V78 và có giá bán là 180.000 một chiếc thôi ạ. Nên chị nào muốn mua V78 em để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Thu Lại ơi, V78 comment nhá. Ok, rất nhiều chị bên này đã đang để V78 rồi đấy ạ. Rồi, nhanh chóng comment cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment đúng không ạ? Có mã có số điện thoại bên mình chốt hàng, còn không có mã không có số điện thoại bên sẽ không chốt hàng được đúng không ạ? Em xin nhắc lại chiếc váy này nhá. Váy này bên có size từ 40 cho đến 85kg, từ size S cho tới size 3XL bên có đủ size được chưa ạ? Nên các chị mua hàng của em này không vui lòng không comment 28k nữa đúng không ạ? Vui lòng không comment 28k nữa mà cứ để lại cho em mã V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại V78 đúng không ạ? V78 bên em có giá bán là 180.000 đúng không ạ? V78 có giá bán 180.000 nhá. Ok này, em sẽ không đọc comment của các chị được thì các chị có để thông cảm cho em đúng không ạ? Cứ để lại cho em mã V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Váy bên em có giá bán 180.000 đấy chị nhá. Để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi, em sẽ chốt đơn hàng cho chị Nga Ngưng Nguyễn V78 màu đen là một chiếc đầu tiên đúng không ạ? Chốt cho chị Hằng Trần là một tiếp thứ hai, một chiếc thứ hai này màu kem xe này. Em chốt đơn cho chị Ngọc Thô V78 màu đen là chiếc thứ ba nhá. Chị Nguyễn Hoàng Bảo My ơi, mét 68 nặng 60kg màu size XL cho em đúng không ạ? Rồi chốt tiếp cho chị Thanh Nga Vũ một chiếc màu đen size L đúng không ạ? Rồi nhanh chóng comment cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại nhá. Chị Ngọc Thô chốt đơn V78 rồi, em xin nhắc lại chiếc váy bên em đúng không ạ? V78 em có giá bán là 180.000 đúng không ạ? 180.000 một chiếc thôi, để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại 180.000 một chiếc nhá. Rồi chị Ngọc Thố chốt đơn một V78 màu đen rồi chị nhá. Chị Phạm Hồng Ngân ơi, giá bên em có giá bán là 180.000 nhá. Để lại cho em comment V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là rẻ luôn nhá. Ok, chị Hiền Miu chốt đơn V78 nhá. Chị Thúy Ngoan Huyền chốt đơn tiếp theo đấy ạ. 28k thì chị ấy đợi cái livestream sau đầu chương trình đúng không ạ? Chị Nhật Nguyễn nhá. Chị Đỗ Khánh Huyền ơi, chị mét 63 nặng 47kg mặc size S cho em nhá, để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc size S, còn cái chiếc size M, size L, size XL sẽ to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Ok, chị Hoàng Tuyết chốt đơn màu V78 tiếp theo nhá. Em xin nhắc lại chiếc váy này của bên em có giá bán có mã là V78 và với giá bán của nó là 180.000 đúng không ạ? 180.000 một chiếc nhá. Chị Ngọc Hồ 49kg mặc size M cho em nhá. Chị Nga Nguyễn ơi, cái bao tiền vậy đúng không ạ? V78 em có giá bán 180 chị nhá. Các chị ơi, các chị lưu ý giúp em nhá, có mã có số điện thoại bên em chốt được hàng đúng không ạ? Không có mã không có số điện thoại sẽ không chốt được hàng chị nhá. Ok, chị Hồng Khanh Nguyễn Thị chốt đơn hàng cho chị V78 tiếp theo rồi ạ.
Ok, chị Liên Nguyễn về 8 chốt tiếp theo nhá. Chị ơi, 28k thì nhà em hay bán được chương trình được chưa ạ? Váy hoa vàng đằng sau lát em sẽ livestream sau nhá. Còn chị nào mà yêu thích cái mã V78 của em thì cứ để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? V78 em có giá bán là 180.000 một chiếc nhá. Áp dụng chia sẻ đúng không ạ? Rồi ok, chị Hương Nhị Tôn chốt đơn V78 tiếp theo nhá. Chị bé Gin chốt đơn V78 tiếp theo đấy ạ. Em xin nhắc lại chiếc váy này của bên em có mã là V78 và có giá bán là 180.000. Các chị mua hàng của bên em cứ để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Ok, chị Mỹ Tiên Trình nhá, xin chào nhá. Chị Hoàng Tuyết chốt đơn rồi đấy ạ. Em thấy chị comment của chị Tiểu Mận nhá. Cứ để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Các chị ơi, các chị cứ để lại cho em nhé, V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại thì mình chốt được đơn đúng không ạ? Ok, chị Thúy Ngoan Huyền chốt đơn V78 tiếp theo rồi nhá. Đấy, một chút em sẽ qua mẫu khác nhá. Em sẽ qua rất là nhiều mẫu và nhanh chóng đúng không ạ? Em sẽ chốt lốt cái mã V78 này trong khoảng 5 lốt thôi là em sẽ chuyển sang mẫu khác đúng không ạ? Nên còn chị nào muốn đặt mã V78 nha em thì để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Em sẽ qua mẫu lắc lên, em sẽ qua mẫu được không chị? Chị Vân Lê nhá. Chị Khánh Thư ơi, giá 180 với mã V78 để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại nhá. Rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Mùa hè này thì không thể thiếu những chiếc váy này khi đọc mặc ra ngoài đường đâu chị nhá. V78 em có màu da, màu đen thôi chị nhá. Chị Thúy Phạm ơi, màu đen đúng không? Để lại cho em V78 đi ạ. 55kg mặc size L cho em nhá, chị Huyền Đặng nhá. Chị Vạn Nữ Như Huệ đây một chút được không ạ? Giá bán bên em là 180.000 nhá. Chị Kim Yến nhá và chị Vân Phạm nhá, để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị 55kg mặc size L cho em nhé, chị Thanh Huyền nhé, để lại cho em V78 nhé. Rồi chị Nga Toàn, giờ mới vào đúng không ạ? V78 có giá bán 180 nhé, đúng không ạ? V78 em có giá bán 180.000 một chiếc thôi. Để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment đúng không ạ? Ok, chị Ngọc Tố em xin chào nhé, rồi ạ. Chị Minh Trung Vũ chốt đơn chị rồi đấy ạ. Chị Quý Mai để em, chứ em sẽ qua mẫu khác đúng không ạ? Chị Thúy Thanh chốt đơn, chị Thúy Phan đen mờ để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số thẻ của mình nhá. Ok, chị Thúy Thanh chốt đơn nhá. Chị Thúy Phan ơi, V78 màu đen size M comment lại cho em V78 và kèm theo số thẻ cho em đúng không ạ? Chị Thanh Huyền V78 màu da đúng không? Để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số thẻ của mình nhá. Ok, chị Trang Thần thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok, chị Nga Toàn đúng không ạ? Chị 60-65 thì rất là như nào ạ? Tức là 60-65kg đúng không ạ? Thì chị mặc size màu đen cho em cho đẹp nhá. Ok, chị Minh Trung Vũ sẽ đúng không ạ? Rồi còn chị nào yêu thích cái mã này nhà em thì cứ để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em luôn nhá. Đen không có đầm suông chị Trang Trần nhá. Đầm này cũng là hơi sung sung mà chị mặc rất là sang, rất là đẹp luôn đấy ạ. Mùa hè này thì các chị lên sắm cho mình một chiếc váy em thấy rất hợp lý đấy ạ. Váy rất là xinh luôn nhá, đúng không ạ? Em sẽ chốt cái mã V78 này trong khoảng 4 phút nữa thôi, nhưng còn chị nào mà muốn mua để lại cho em luôn comment đúng không ạ? Em sẽ qua những mẫu khác ngay lập tức nhá. Ok, chị Tiêu Mẫn đúng không ạ? Rồi ok, để em một chút nhá. Rồi em cơ em cảm ơn chị nhá. Giá bán em chiếc V78 là 180.000 đúng không ạ? Để em một chút nhá. Ok, chị Thúy Thanh chốt đơn rồi đấy ạ. Ok, chị Kiều Loan còn muốn lấy V78 thì cũng comment cho em V78 kèm màu và kèm theo số thẻ của mình đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. Em xin nhắc lại đúng không ạ? V78 em có giá bán là 180.000 nhá. Có hai màu da, màu đen đúng không ạ? Size của nó từ size S cho tới size 3XL, từ 40 cho tới 85kg là em có đủ size nhá. Nên các chị mua hàng của em cứ để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Với giá bán của chiếc V78 này, giá bán của chiếc váy này là giá là 180.000 đúng không ạ? Ok, chị Lucky nhá, 180.000 nhá. 180.000 mã đó là mã V78 đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Ok, là em cao 1m6 và em nặng 47kg và hiện tại em đang mặc size S đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn các chị nhá. Em sẽ qua một cái mã khác là mã V, hôm trước là V68. V68 em rất là đẹp và rất là sang luôn các chị nhá. Nên chị nào mà yêu thích cái mã V68 nha em, với giá bán của nó hôm trước em có like bán được mấy trăm cái luôn ý. Cái mã V78 này là V68 này có giá 180 được chưa ạ? Nên chị nào mà yêu thích cái mã V68 của em thì cứ comment cho em nhé. V68 kèm màu và kèm theo số thoại đúng không ạ? Rất là sang, rất là đẹp luôn, sang chảnh luôn. Mã này bên em là mã V68 được chưa ạ? Ok, chị Thúy Trang nhé. Chị Trang
Trang Trần ơi, chị 1m55, chị 43kg, mặc size mở size S cho em đúng không ạ? Size S cho em nhé chị nhá. Ok, chị Thủy Thanh chốt đơn rồi ạ. Còn chị nào yêu thích cái mã V78 nha em thì cứ comment cho em nhá. V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em được không ạ? Ok nhá, chị Hương Nhị Tôn một đội sang màu da đúng không ạ? Rồi ok này, chị Kiều Loan chốt cho chị mã V78 nhá. Rồi tiếp theo rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào yêu thích cái mã V78 nha em thì để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em để ta chuyển qua những mẫu khác ngay tức đúng không ạ? Chị Nga Trần mẹ V68 65kg mặc size XL cho em nhá, để lại cho em V68 nhá. V68 em có giá bán là 180.000, có màu xanh, màu da và màu đen rất là đẹp luôn nhá. Em đang mặc trên người hiện tại là V78, còn em đang cầm trên tay đây là V68 đúng không ạ? V68 em vẫn có giá bán 180, rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. Váy đang mặc có giá là 180.000 nhá chị Hiếu Khu Tê Phạm nhá, để lại cho em V78 đúng không ạ? Các chị ơi, váy em có size lên là sẽ không sợ ngắn và không sợ dài các chị nhá. Chị Tuyết Nhung 1m6 và nặng 60kg bằng size XL cho em nhá, chị Tuyết Nhung nhá. V28 em còn nhá chị Hằng Trần đúng không ạ? Rồi. Còn chị nào yêu thích cái mã V78 nha em thì cứ comment cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment. Còn chị nào yêu thích cái mã V68 nha em thì cứ comment cho em V68 nhá. V68 em đang cầm trên tay là áo nhá, áo V68 180 được chưa ạ? Rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. Ok, chị Ngọc Thố đúng không ạ? Đổi sang màu da chị. Ok, chị yêu chị Nga Toàn chốt đơn rồi đấy ạ. Các chị có thích dăm không? Em sẽ chuyển cho các chị dăm nhá. Dăm rất là đẹp luôn, chị Thanh Tuyền thu đơn rồi nhá. Rồi còn chị nào mà muốn mua chiếc váy V78 nha em thì cứ để lại cho em nhá. V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi. Ok, chị Trang Phù Thủy đúng không ạ? Lấy V68 comment cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment đúng không ạ? Trên cùng một dòng comment cho em nhá. Rất là đẹp và rất là sang luôn các chị nhá. V78 V68 thì mã nào cũng rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Áo đang cầm màu xanh thì Châu Nguyễn comment cho em V68 nhá. Váy hở lưng là váy nào ạ? Ok, chị Hiền Cú Tê Phạm chốt V78 màu da tiếp theo nhá, với giá bán 180 được chưa ạ? V68 180.000 được chưa ạ? V68 180.000. Chị nào yêu thích mã V68 để lại cho em V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Chị Nhi Nguyễn này V78 đúng không ạ? Comment cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Chị Khánh Linh này có hai dây cánh tiêm không có thì nhá, chị Hiến Nga chốt cho chị rồi ạ. V78 em vẫn 180 các chị nhá, 180. Còn đây là V68 180 này, V78 180 thì rất là rẻ, rất là đẹp luôn đấy ạ. Ok, chị Cẩm Nhung Trịnh Thị chốt V78 màu da tiếp theo 75kg thì chị bằng size XL cho em nhá. Rồi còn chị nào muốn sẩy mã V68 V78 nha, nếu không thì cứ comment cho em được không ạ? Đây là V68 đúng không ạ? Chất liệu nó vô cùng mát, vô cùng đẹp luôn đúng không ạ? Em sẽ qua những mẫu khác đúng không ạ? Em sẽ qua dăm nhé, các chị thích dăm em sẽ qua dăm đúng không ạ? Chị ơi 180 nhá, chị Lê Trà My nhá, váy đang mặc trên người có mã là V78 và có hai màu da và màu đen rất là đẹp luôn. Mà giá bán 180 nhá, ok chị Hiền Cute đổi sang màu đen say ha. Đổi sang màu đen đúng không ạ, ok chị yêu nhá. Em xin nhắc lại đúng không ạ, đây là V68 với giá bán 180 được chưa ạ, rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. V68 nha em có giá bán 180 nhá. Áo em có đủ size từ size S cho tới size XL, riêng chiếc áo này chị em đủ size tới size 2XL chị nhá, từ size từ 40 tới 75kg em có size được chưa ạ? Chị Hiền Ngố chốt đơn rồi chị nhá. 180 rất là đẹp luôn các chị nhá. Chị nào yêu thích cái mã V68 nha em thì cứ comment cho em nhá. V68 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình các bạn. Em không bán đồ lam nha anh Hoàng Lê nhá. Còn chị nào yêu thích cái mã V8 thì hôm nay hôm trước có like rất là đẹp luôn các chị nhá. Rất là đẹp luôn mà giá bán của nó cũng vô cùng rẻ luôn, 190.000 đúng không ạ? Đây là váy kiểu dạng xung xương một tí ấy. Và màu rêu, có hai màu rêu, màu hồng nhưng màu lỏng rất là đẹp và lỏng rất là sang luôn. Nên chị nào mà thích mua cái chiếc váy này nhà em thì để lại cho em comment. Mã này là mã V8 được chưa ạ?
28k em bán đầu chương trình rồi các chị nhá. Chị Nga toàn qua mẫu đi đúng không ạ? Chị Nga người ơi, váy đang mặc có giá có mã là V78 được chưa ạ? V78 với giá bán 180 nhá. Ok chị Nguyễn Nguyễn đúng không ạ? Chị Nga Nguyễn bao nhiêu vậy? 180 chị nhá. 180. Chị Trang Phù Thủy chốt đơn V68 tiếp theo rồi nhá. Chị Vân Hồng ok, chị Tiên Hà Thủy lấy V68 màu đen comment cho em kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Em sẽ qua một cái mã áo 2 dây trước khác nhà em đúng không ạ? Mã áo 2 dây nhà em rất là đẹp và rất là sang luôn. Cái mã này là mã 1 đúng không ạ? Rất là đẹp luôn nhá. Chị nào mà thích cái mã này nhà em. Tay của nó là tay tay dài đến gần lơ lỡ một tí. Còn bên này là cái dây rất là đẹp luôn. Chị nào lấy cái mã này thì để cho em là mã 1 nhá. Với giá bán của nó 170.000 nữa chị nhá. Không còn chị nào yêu thích cái mã V78 nha em thì sẽ kết thúc livestream này đúng không ạ? Hoặc là chị nào mà muốn mua chiếc váy V8 của nhà em thì cứ việc comment cho em nhé. Mã V8 nha em, đây là V8 màu da rất là đẹp và rất là sang luôn. Em đang cầm trên tay đây là một chiếc size S, còn cái size M, size L, XL sẽ to hơn rất là nhiều nhá. Chị Túc Mạch ơi, áo nơ bao nhiêu? Đây là không phải áo, đây là váy chị nhá. Với giá bán của nó là 180.000 đúng không ạ? 180.000 một chiếc V78 thôi. Nên chị nào mà muốn yêu thích cái mã V78 nha em thì để lại cho em comment V78 kèm màu kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. Lấy bộ đang mặc đúng không ạ? Rồi comment cho em mã kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. Chị Bất Cần Heo nhá. Còn chị nào mà yêu thích cái mã V8 nha em thì cứ comment cho em. Đây là mã V8 nha em, với giá bán của nó là 190.000 đúng không ạ? V8 nha em có giá bán 190.000. Đây là màu rêu được chưa ạ? Còn đây là cái mã V78 đang mặc trên người là V78 với giá bán 180 nhá. Nên còn chị nào mà thích cái mã này thì comment cho em và chụp lại màn hình cho em đúng không ạ? Một phút nữa thôi em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Nên còn chị nào mà yêu thích cái mã V78 nha em thì cứ việc comment cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Chị Nga Toàn đúng không ạ? 65kg và size XL cho em, chị đấy để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em nhá. Ok, chị Bất Cần Heo chốt đơn chị rồi này. Rồi còn chị nào muốn sở hữu mã V78 nha em nếu không thì có việc comment cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhá, có mã có số điện thoại mình chốt được hàng đúng không ạ? Cứ để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Bên em không có chị Mì Tôm nhá. 30 giây nữa thôi em sẽ kết thúc cái mã này đúng không ạ? 30 giây thôi, nên còn chị nào muốn sở hữu chiếc váy V78 nha em thì cứ việc comment cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Rất là đẹp và rất là sang luôn đấy ạ. Em thấy mùa hè tới rồi thì mình lên các chị lên sắm cho mình một chiếc váy thì em thấy rất là hợp lý đấy ạ. Rất là đẹp luôn chị nhá. Đấy là váy không phải là chị Lương Dung, đây là váy không phải áo chị nhá. Mã của em là mã V8, mã hôm trước em có livestream rất là nhiều lần rồi nhá. Cái mã này thì em mã V8 đấy ạ. V8 đang cầm em đang cầm hiện tại trên cầm là size S đúng không ạ? Còn cái size M, size L, XL sẽ to hơn rất là nhiều nhá. Mẫu khác của em sẽ qua trong một cái livestream để em sẽ like khoảng 2-3 mẫu thôi đúng không ạ? Em là dành ở những cái livestream sau chị nhá. Chị Thúy Barbie váy đang mặc có giá 180 để lại cho em V78 kèm màu và kèm theo số điện thoại nhá. Ok chị Bích Hồng đúng không ạ? Béo bụng mặc ok chị nhá. Bầu bí bon che thoải mái chị ạ. Với giá bán là 180.000 đúng không ạ? Bán cho mình xem cái váy hoa đúng không ạ? Váy này đúng không chị? Đây là dăm không phải là váy đâu chị ạ. Cái váy này hôm trước là váy hoa hướng dương, mã này của nó là mã V38 các chị nhá. V38 nhưng em vẫn còn giá bán 180, rất là đẹp, rất là sang luôn. Cái mã này thì mặc là vô cùng sang, mặc mùa hè thì vô cùng mát luôn các chị nhá. Rồi chị Hương Nguyễn Thị lấy V78 đúng không ạ? Để lại cho em comment đúng không ạ? V78 em có giá bán 180 nhá đúng không ạ? V78 em mặc trên người có giá bán 180 đúng không ạ? Chị Lương Dung V8 có áo nam, không có áo nam nhá. Rồi không còn chị nào yêu thích cái mã như V78 nhá, đấy em sẽ kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Em sẽ kết thúc cái livestream này, các chị có thể chụp lại màn hình và inbox cho shop em nhé. Chị 65kg mặc size XL cho em nhé, chị Quách nhé. À chị Nga Toàn đúng không ạ, 65kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Đầm thun có cổ, đấy là mã V8 và giá bán của nó là 190.000 nhé chị Mì Tôm nhé. Chị có thể xem lại cái mã V8 ở những livestream trước em có live đúng không ạ? Còn bây giờ thì em xin kết thúc cái livestream này ở đây đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các chị đã theo dõi cái livestream của em suốt từ đầu chương trình tới giờ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.